Xin chào các bạn đã quay lại video mới của mình nha. Thì video ngày hôm nay mình sẽ không có review những cái nón sau lưng của mình và cũng không có giới thiệu những cái nón mới, mà mình sẽ kể một câu chuyện có thật mà mình đến với ngành nón như thế nào. Thì chắc nhiều bạn có quan tâm tại sao X35 shop làm xe mà lại thành công với ngành nón nữa, thì mình sẽ kể luôn cho các bạn nha. Thì các bạn nào mà xem video clip này, các bạn đừng quên nhấn một nút đăng ký liền X35 shop để xem những cái video mới của mình cập nhật nha. Thì cái năm 2014-15 á, thì những cái nhu cầu của những cái bạn mà đi tour đi phượt như mình nha, là có một cái nón ba phần tư cái kính, một cái nón full face là phải gọi là đỉnh, phải gọi là nói chung là những người đó đáng ngưỡng mộ vì họ đi tour đi phượt mà họ sử dụng những cái nón đảm bảo chất lượng tốt. Thành ra là ai cũng, nói chung là một cái trend đó các bạn, ai cũng có muốn có một cái nón đó, nhưng thực chất thị trường á là cái nón chỉ có nón Andes hay cái nón Hansi nó mới có những cái nón đó thôi các bạn. Còn những cái nón như bên Yohi L2 thời đó là rất là xa xỉ, rất là cao, thành ra là ít có, mới có ít chỗ bán nữa, thành ra là không có ai mua nhiều những cái nón đó. Và thời điểm đó thì mình mới là một trong những cái người nắm bắt cái xu hướng. Có một lần thì có một bạn đến cửa hàng của mình làm xe, và bạn đó đem một cái nón HGC có cái chữ là Novo LXSX gì đó, mình cũng không nhớ rõ, thời điểm rất lâu đó rồi. Thì cứ mang cái nón đó màu xanh GB nha các bạn, và đến cửa hàng của mình làm xe, và mình rất là thích cái nón đó. Thứ nhất là cái nón nó gọn nhẹ, thứ hai là cái hãng HGC nữa. Thành ra là mình mới liên hệ bạn đó, hỏi bạn ơi bạn mua cái nón ở đâu, bạn chỉ mình để mình mua mình đổi. Thì bạn đó mới nói là cái mũ đó mua ở Tiến Thu và với giá là 280.000. Thì trong đầu mình lúc đó mới suy nghĩ ra là sao nó rẻ dữ. Mình lấy về mình bán. Thì mình xuống mình nói với Tiến Thu, rồi đó mình có quen Tiến Thu nữa, là mình là một trong những người quảng cáo dùng cho Tiến Thu về cái xe Accenter thời điểm đó. Và mình cũng có mối quan hệ một chút, thì mình liên hệ với chị Kho, mình nói ủa anh chị có cái nón nó không, bán lại cho em và để em lại một cái giá rẻ rẻ một xíu để em về em chia lại cho những anh em trong bộ. Thì họ mới bán cho mình với giá là 250 đó. Và thời điểm đó 250 mình đem về mình bán cho anh em câu lạc bộ của mình với giá là 280, đúng với giá Tiến Thu nha. Còn cái phần lời đó là cái công sức của mình, cái uy tín của mình là phải lời phần đó. Còn mình đem cái nó về mình bán cho anh em trong câu lạc bộ của mình là 280, và mình bán ra ngoài thị trường là 300.000. Và mình nghĩ là 300.000 là lời lắm rồi, 50.000 một cái là ok rồi, mình không có muốn lời nhiều. Và mình bán trong vòng 2 ngày thôi các bạn, hết sạch. Một cái nón cao cấp mà bán trong vòng 2 ngày hết sạch. Và mình phát hiện ra là chỉ bán rẻ quá. Thì mình mới xuống mình liên hệ tới Tiến Thu tiếp, mình nói là mình sẽ lấy hết tất cả nón đó luôn và lấy với giá là 280 luôn, chứ không có lấy với giá là 250 nữa. Mục đích mình á là muốn cho họ thấy cái lời đó, để mình lấy hết kho luôn. Đó thì họ mới quyết định bán cho mình 40 con nón 3/4 đó, và mình ôm hết và mình cho xe tải trở về. Và mới đầu mình lên giá là 370. Đó, 370 và mình bán cho người ngoài nha, còn người quen mình vẫn giữ giá là 280 và 300.000, không có bán hơn nhiều. Đó. Và mình mới bán cho những anh em của mình là vẫn là 280 vì hỗ trợ anh em đi tour, và 370 là mình bán cho người ngoài. Và mình bán trong vòng một tuần hết sạch 40 cái luôn. Bất ngờ thời điểm đó mình có duyên một xíu rồi, thì mình mới liên hệ với lại Andes ở Đà Nẵng mình á, và mình lấy những cái nón Andes về mình bán. Và thời điểm mình nắm bắt á là đa số anh em đi tour thì cần những cái nón kính, mình mới liên hệ Andes, mình lấy những cái nón có kính, những cái nón nó giá là 500 mấy ngàn về mình bán. Và thời điểm đó thì nói chung là đã có rất là nhiều anh em sử dụng cái nón mà mình mua bán đầu á. Đây là những người khác đã thấy những cái nón đó rồi, người ta bắt đầu mới tìm mình, người ta mua những cái nón mà mình bán được rất là nhiều nón. Và mình liên hệ trong Sài Gòn và mình nhập về thêm những cái nón của Đâm Trác Thái Lan. Đó, thời điểm đó mình rất là có duyên bán hàng các bạn, bán rất là chạy. Và 3 tháng sau thì mình quyết định là mình cắt cái phần gian hàng của cửa hàng của mình làm xe á, một nửa là mình làm xe, một nửa là mình sẽ bán nón. Và bán cũng rất là chạy các bạn, ngày bán cũng 20-30 cái. Đó, rất là nhiều. Và mình mới quyết định là mở một cửa hàng chuyên biệt về nón bảo hiểm. Thời điểm đó thì cửa hàng mà nón bảo hiểm mà cao cấp á chỉ có mình X35 có các bạn. X35 là cửa hàng đầu tiên bán nón bảo hiểm cái quy mô là chuyên nghiệp đó, chứ không phải là có nhiều người bán trước rồi, order bán trước, mình không nói nha. Quy mô chuyên nghiệp có nghĩa là mình sẽ mở cửa hàng, tuyển nhân viên và sẽ bán nón. Đó là một quy mô chuyên nghiệp. Và mình bán tại cửa hàng của mình là 255 Trần Nữ Vương nha các bạn.
và mình bán cũng rất là ok, và nó giúp cho người giúp cho các bạn đi tour đi phượt có những cái nón an toàn, và rất là nhiều cửa hàng cái đầu mới mọc lên và cạnh tranh với nhau đạt cái giá và nhập những cái sản phẩm. Mình mới quyết định nhập những sản phẩm về, mình đặt hàng ở Trung Quốc và nói chung là đặt hàng rất là nhiều chỗ để về có những cái nón và đổi mới. Thành ra bây giờ cửa hàng của mình có như ngày hôm nay đó các bạn, và mình mở thêm cửa hàng ở Lê Dũng, và dịch Covid thành ra mình mới chuyển về hết ở địa điểm 04 Điện Phủ. Thì qua câu chuyện đấy mình kể cho các bạn mục đích là chi, là để cho các bạn thấy quá trình hình thành của 105 shop nó gian nan nó như thế nào, nó phải khó. Nói chung là mình kể thì nó ngắn nhưng quá trình hình thành nó gian nan các bạn, phải như không phải là lúc nào suôn sẻ. Có thời điểm đầu thì chưa cạnh tranh nhiều, thời điểm sau cạnh tranh rồi nhà hàng này rồi mình phải bỏ mẫu, nói chung là rất là nhiều thứ, nói chung là rất là khó khăn. Đó là quá trình của mình hình thành và phát triển cái ngành nón, và song song đó là ngành xe, hai cái nó bổ trợ lẫn nhau đã có ngày hôm nay. Và mình cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn theo dõi 125 và ủng hộ 125 đến ngày hôm nay là mình rất là biết ơn đến các bạn. Thì hy vọng là trong thời gian tới là mình sẽ cải tiến và mình sẽ đầu tư một cách chuyên nghiệp hơn, cả về video và cả về training nhân viên để cho phục vụ các bạn một cách tốt hơn. Thì thông qua video clip này mình cũng muốn gửi lời những cái lời đó đến cho các bạn nha. Các bạn thấy hay các bạn ủng hộ. Xin chào và hẹn lại các bạn.